Thưa quý vị, giữa bối cảnh tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine đang ngày càng leo thang căng thẳng, khi thời gian gần đây, Nga đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công vào các lực lượng Ukraine ở miền đông và nam Ukraine, trong khi Ukraine cũng đang đẩy mạnh một cuộc phản công lên đến đỉnh điểm. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ đang có một nỗ lực làm sai lệch thông tin nhằm gieo rắc sự chia rẽ trong xã hội Ukraine, tạo ra sự hỗn loạn ở nước này để lật đổ chính quyền. Theo tờ Kiev Post ngày 17 tháng 11, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng thông tin mà tình báo Ukraine có được từ các đối tác cho thấy đang có một chiến dịch làm sai lệch thông tin nhằm châm ngòi cho cuộc đảo chính ở Ukraine. Chiến dịch này có mật danh là Maidan 3, tung ra những thông tin về cái gọi là sự bất hòa giữa lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine nhằm kích động hỗn loạn và lật đổ Tổng thống Zelensky. Như một phần của chiến dịch này, vào tối 7 tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn video mà trong đó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny đã bị cáo buộc là đã gọi Tổng thống Ukraine Zelensky là kẻ phản bội và kêu gọi quân đội tiến về thủ đô Kiev. Theo hãng tin Babel, bản tin được cho là làm giả ở mức sâu. Tin deepfake đầu tiên về tướng Zaluzhny xuất hiện trên kênh Telegram của Nga Radio Chukha vào 8 giờ 33 phút tối 7 tháng 11. Các nội dung chính được Radio Chukha đăng tải là Tổng thống Zelensky đã loại bỏ trợ lý của tướng Zaluzhny, còn tướng Zaluzhny thì đổ tội cho ông Zelensky về sự thất bại trong cuộc phản công mùa hè. Người dân Ukraine được kêu gọi kéo về quảng trường trung tâm Kiev, còn quân đội được kêu gọi từ bỏ vị trí, hành quân về Kiev. Tiếp đó, vào 2 giờ 16 phút sáng hôm sau, kênh Chukha Barcelona trên Telegram đã đăng tải đoạn video thứ hai. Trong đoạn video giả mạo này, đúng theo mạch, tướng Zaluzhny xuất hiện và nói rằng những gì truyền thông dán mác cho ông là deepfake, là tuyên truyền của Nga. Vấn đề đáng lưu ý ở đây là hai kênh Radio Chukha và Chukha Barcelona đều không liên quan đến kênh truyền thông cùng tên Chukha của Ukraine. Tuy nhiên, những thông tin mà hai kênh Radio Chukha và Chukha Barcelona đưa ra đã làm dấy lên nghi ngờ vì vào tối 7 tháng 11, Volodymyr Ariev, một thành viên Quốc hội Ukraine thuộc phe đoàn kết châu Âu, do cựu Tổng thống Petro Poroshenko đứng đầu đã viết trên tài khoản Facebook rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã yêu cầu Tổng thống cách chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny. Liên quan tới cuộc phỏng vấn với Bloomberg của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hãng thông tấn TASS của Nga ngày 17 tháng 11 cho rằng người đứng đầu nhà nước Ukraine lo ngại có một cuộc đảo chính nhằm lật đổ ông kiểu Maidan mới đang được ủ mưu ở Ukraine và theo ông Zelensky, Nga đứng sau những kế hoạch này. Hãng tin TASS cho biết thêm, gần đây các phương tiện truyền thông Ukraine tích cực đưa tin rằng có sự rạn nứt trong nội bộ giới cầm quyền Ukraine. Đặc biệt họ chỉ ra những tranh cãi giữa ông Zelensky và các cấp chỉ huy quân sự hàng đầu, bao gồm cả tướng Zaluzhny. Theo tờ Daily Mail, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, đã có gần 20.000 nam giới đã rời khỏi Ukraine để tránh nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, có tới 19.740 người rời Ukraine bất hợp pháp vào Romania, Moldova, Ba Lan, Hungary và Slovakia, hàng chục người tiếp tục rời đi hàng ngày. Theo Ukraine, trên 21.000 người cũng đã tìm cách rời khỏi nước này từ tháng 2 năm 2022 nhưng đã bị giới chức từ chối. Trong khi hầu hết nam giới ở độ tuổi 18 đến 60 bị cấm rời khỏi Ukraine, một số người thậm chí còn sẵn sàng bơi qua biên giới để đoàn tụ với gia đình, học tập hoặc làm việc ở nơi khác. Vlad, người đã bỏ trốn qua sông Tisa cùng một người bạn cho biết mình đã rời đi vì không có cơ hội làm việc khả thi ở Ukraine. Vlad nói rằng, qua mạng Telegram, anh biết có những người vượt biên cùng những kẻ buôn lậu với khoảng 4.300 đô la Mỹ với tổ chức bất hợp pháp có thể cấp giấy chứng nhận miễn trừ y tế, cho phép người Ukraine rời đi và quay trở lại tùy ý. Ông Fedi Vedislavsky, một nghị sĩ Ukraine cho biết, Kiev không quá lo ngại về việc người dân rời đi, khẳng định những người cố trốn tránh nghĩa vụ chỉ chiếm khoảng 1-5%, họ chắc chắn không quan trọng đối với việc phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên, ông cho rằng các ủy ban quân y tham nhũng đang dễ dãi với việc miễn trừ để cho hàng nghìn người tránh phải phục vụ trong lực lượng vũ trang. Ở Ukraine có những trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự đối với nam giới có vấn đề sức khỏe, có trách nhiệm chăm sóc người thân hoặc có từ 3 con trở lên. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đã cảnh báo rằng số trường hợp miễn trừ đã tăng gấp 10 lần kể từ tháng 2 năm 2022 mà theo ông là do tình trạng tham nhũng trong các ủy ban quân y.
Ông Venislavsky nói với đài BBC rằng chính phủ đã nhận ra rằng hiện tượng này không chỉ riêng lẻ mà còn lan rộng, nhưng thật không may, tôi phải nhấn mạnh rằng tham nhũng rất dai dẳng. Ông nói thêm rằng số lượng người dân tìm cách rời khỏi Ukraine cũng không ảnh hưởng đến cuộc chiến. Ông tin rằng tinh thần kiên cường và sẵn sàng của người Ukraine trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và tự do của mình là 95-99%. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã sa thải tất cả giám đốc các trung tâm tuyển quân khu vực của Ukraine vào ngày 11 tháng 8. Ông Zelensky cho biết một cuộc điều tra cấp nhà nước về các trung tâm tuyển quân trên khắp Ukraine đã vạch trần tình trạng lạm dụng của các quan chức này. Họ đã làm giàu bất hợp pháp và đưa nam giới đủ điều kiện nhập ngũ qua biên giới, bất chấp lệnh cấm rời khỏi Ukraine trong thời chiến. Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine đã mở 112 vụ án hình sự nhằm vào các quan chức trong ban tuyển quân bị tình nghi nhận hối lộ và tham gia vào các hành vi tham nhũng. Ông tuyên bố những người điều hành hệ thống này cần là những người biết chính xác chiến tranh là gì và tại sao tình trạng tư lợi, hối lộ trong chiến tranh là phản quốc. Ông Zelensky cũng cho biết thêm các cựu chiến binh và binh sĩ bị thương ở mặt trận sẽ thay thế những người bị sa thải. Trước đây, Tổng thống Zelensky đã sa thải các quan chức cấp cao bị nghi ngờ tham nhũng. Trong khi đó, Ukraine đang phải chịu tổn thất trong cuộc chiến tiêu hao liên tục với Nga trong những tháng gần đây. Và tháng 8, Mỹ ước tính có tới 70.000 người có thể đã thiệt mạng, một tỷ lệ đáng kể trong số 800.000 người thuộc lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng 9. Ukraine đang tìm cách phá vỡ thế bế tắc bằng cách thiết lập một bãi đổ bộ ổn định ở phía bị Nga kiểm soát của sông Dnipro, tạo điều kiện cho một đường tấn công mạnh mẽ hơn từ phía Nam. Trước đó, thủy quân lục chiến Ukraine cho biết họ đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào bờ đông do Nga kiểm soát gần thành phố Kherson ở phía Nam. Tuyến đường thủy này trên thực tế là tiền tuyến ở phía nam Ukraine, nhưng Ukraine lần đầu tiên thừa nhận trong tuần này rằng lực lượng Ukraine đã giành lại một số lãnh thổ ở bờ đối diện. Lực lượng Nga và Ukraine đã cố thủ ở hai bên bờ sông Dnipro kể từ khi Nga rút khỏi khu vực phía tây vùng Kherson vào tháng 11 năm 2022. Ukraine ồ ạt tấn công các cứ điểm của Nga ở tảng ngạn sông Dnipro. Ukraine ngày 18 tháng 11 cho biết các lực lượng nước này đã thực hiện thành công các cuộc tấn công vào các vị trí của Nga ở bờ đông sông Dnipro chỉ vài ngày sau khi Moscow thừa nhận Kiev đã giành được chỗ đứng ở khu vực này. Tuyên bố của quân đội Ukraine nêu rõ, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng củng cố một số đầu cầu đổ bộ ở tảng ngạn sông Dnipro dọc mặt trận vùng Kherson. Các đơn vị phòng thủ tiếp tục giữ vững vị trí và đang thực hiện các bước đi để mở rộng các cứ điểm. Trước đó, thủy quân lục chiến Ukraine cho biết đã tiến hành thành công một loạt các hoạt động và giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở bờ đông con sông. Theo lực lượng này, Nga đã tổn thất gần 3.500 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với Ukraine ở khu vực sông Dnipro, tuy nhiên Moscow chưa xác nhận thông tin. Việc vượt sông thành công đánh dấu một bước tiến đáng kể cho Ukraine trong bối cảnh cuộc phản công kéo dài hơn 5 tháng qua hầu như vẫn dậm chân tại chỗ và không thể giúp Ukraine lật ngược tình thế cuộc xung đột kéo dài 21 tháng. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, những trận chiến khó khăn đang diễn ra ở bờ đông sông Dnipro sau khi một số đơn vị Ukraine đổ bộ. Một trong những mục tiêu chính của hành động này là đẩy đối phương càng xa bờ sông càng tốt. Pháo binh của Nga càng bị đẩy ra xa thì chiến tuyến càng an toàn, bộ này nêu rõ. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 18 tháng 11 đã đăng tải nhiều hình ảnh lên mạng xã hội cho thấy các binh sĩ nước này đang đứng ở bờ đông sông Dnipro. Một số hình ảnh cho thấy lính Ukraine đã băng qua sông bằng thuyền nhỏ. Kiev hy vọng là việc thiết lập chỗ đứng vững chắc tại bờ đông sông Dnipro sẽ mở ra tuyến đường mới, giúp tấn công vào bán đảo Crimea dễ dàng hơn. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã bác bỏ tuyên bố của Ukraine về một bước đột phá lớn tại tảng ngạn sông Dnipro. Bộ này nêu rõ các lực lượng Nga đã ngăn chặn nỗ lực đổ bộ của Ukraine lên các hòn đảo trên sông.